Gì vậy con? Dạ, cái chuyện mà con hỏi mẹ, mẹ đừng có nói cho má hai biết nghe. Ừ thì mẹ không nói. Có chuyện gì vậy hả? Mẹ, mẹ có còn nhớ những cái chuyện trước kia không? Những cái chuyện mà trước khi mẹ bị bệnh á, và lúc con còn nhỏ đó mẹ. Ừ thì nhớ. Bây giờ thì mẹ nhớ ra rồi. Mẹ, mà có gì mà bữa nay con hỏi mẹ mấy chuyện đó vậy? Mẹ có biết tại sao mẹ lại bị bệnh không? Con có hỏi má hai á, mà má hai không có nói. Mẹ có biết là em bệnh từ khi nào và tại sao không mẹ? Bộ mẹ quên hết rồi hả? Không, mẹ nhớ chứ. Mẹ nhớ hết. Nhưng có gì đâu mà con hỏi. Con biết cái chuyện nó nghiêm trọng tới mức nó đã khiến mẹ phát bệnh suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng mà con muốn biết đầu đuôi câu chuyện là như thế nào. Con muốn rõ ràng cụ thể. Mẹ nói đó là mẹ không có nhớ. Mẹ không có muốn nhớ mấy cái chuyện không vui đó. Đừng có hỏi mẹ nữa nha Lâm. Lâm à, một mình mẹ lo được rồi. Một mình mẹ không vui là được rồi. Mẹ muốn con trai mẹ sống vui vẻ. Mẹ không có muốn con lo. Mẹ xin con đừng có hỏi nữa. Mẹ, vậy mẹ có nhớ ông Sang không? Cái gì mà ông Sang? Cái gì mà ông Sang? Con gặp ông ở đâu vậy? Gặp ông ở đâu? Mẹ, ở đâu? Ở đâu con gặp ông? Mẹ bình tĩnh đã. Mẹ nghe con nói đi. Mẹ nghe con nói đã. Ông Sang ở đâu? Cái này là con vô tình nghe má hai nói thôi. Con muốn hỏi mẹ về ông ấy. Ông ta là người như thế nào hả mẹ? Mẹ không nhớ gì hết á. Mẹ không có nhớ gì hết á. Có hỏi mẹ nữa. Mẹ thực tế là mẹ không có nhớ. Đó là ba con có phải không mẹ? Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi con xin lỗi mẹ nha mẹ. Con không có ý gì đâu mẹ. Máu con dám hỏi gì nữa đâu. Mẹ đừng có giận con nha. Mẹ nói cho con biết, con không được phép nhắc ông ta trước mặt má hai. Má hai không có thích điều này. Mẹ cũng không thích điều này. Mẹ không có thích. Không nhắc nữa. Con xin lỗi mẹ, con không nhắc cái chuyện nữa đâu mẹ. Con thương mẹ lắm. Ta là người như thế nào hả mẹ? Mẹ không nhớ gì hết á. Mẹ không có nhớ gì hết á. Tôi có hỏi mẹ nữa. Mẹ thực tình là mẹ không có nhớ. Đó là ba con có phải không mẹ? Rõ ràng là thấy nằm lo, nằm buồn. Mình ta hỏi gì thì không chịu nói. Bộ nghĩ người ta còn khùng, tao không hiểu chuyện thì sao, không chịu nói không biết nữa.
Thơm quá. Mới về hả con trai? Dạ. Ủa? Ừ? Ông ngoại với cô Bi đâu rồi mẹ? Trời ơi, ông ngoại con dắt cô Bi đi ra chợ phụ má hai rồi. Tại nó không biết sao má hai con bữa nay kỳ cục lắm. Bà lo gì á, rồi bà không chịu ăn chịu uống gì, mà ai hỏi tới bà cũng không trả lời nữa. Cả nhà lo quá trời luôn á con. Tội nghiệp má hai quá. Nè, con có biết sao mà má hai con vậy không vậy? Dạ, con có hỏi má hai, mà có đời nào má hai chịu nói đâu. Chắc chắn là có chuyện gì đây nè. Đáng lý ra là cái hồi mà đưa ông ngoại con về đây á, má hai con phải vui mừng mới đúng chứ. Còn đằng này cứ thấy bà lo rồi bà nghĩ, không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Lâm à. Dạ. Cái hôm trước mà con hỏi chuyện ngày xưa đó, rồi con nhắc cái chuyện gì mà tới không sang đó, là sao vậy Lâm? Má hai nói cái gì với con hả? Có chuyện gì đang xảy ra hả? Dạ, tại vì có lần con nghe má hai nói cái chuyện, mà má hai nói là cái chuyện đó cũng lâu rồi, nên má hai cũng không có nhớ nữa mà. Cái nhà này ngộ thiệt á. Sao có chuyện gì hỏi ra không ai trả lời cho tôi biết hết vậy nè? Bộ cứ tưởng tôi còn khùng hay sao vậy nè? Tôi nói là tôi tỉnh rồi mà. Mẹ à, không có cái chuyện gì đâu. Mà chẳng qua là con sắp tốt nghiệp nên má hai cứ hay lo vậy đó. Mẹ cũng biết tính má hai hay lo xa mà. Mà con đã hứa với má hai á nha, là con sẽ tốt nghiệp lại giỏi cho má hai coi. Vậy mà má hai vẫn lo. À, mà mẹ nấu gì chứ biết thơm quá vậy? Con đói bụng rồi nè. Thôi vô rửa tay rồi ăn cơm đi. Mẹ đang nấu cơm trong á. Dạ. Đi vô mẹ. À, anh ơi, à. Muốn mua gì vậy? Đợi chút xíu nha, cô Đông cũng mới đi ra ngoài, cô cho tới liền. À, không có gì đâu, à, cảm ơn. Vậy mẹ có nhớ ông Sang? Cái gì mà ông Sang? Cái gì mà ông Sang? Con gặp ông Sang đâu? Dạ. Ông Sang đâu? Mẹ bình tĩnh, mẹ bình tĩnh đã. Trời ơi, cô ơi, cô có sao không cô? Cô ơi, cô có sao không cô? Sao không cô? Bây giờ gì, 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 ăn hết. Cô ơi, nhà cô ở đâu cô có sao không? Cô bán cái này nè chị. Sao? Cô sao không vậy? Cô sao đã có sao không chị? Tôi sao hết á. Cô Đông, cái ông mà hay nhìn lén cô á, hồi nãy ông mới đứng ở nhà hàng mình nè. Cô Đông, trễ rồi sao chưa dọn hàng? Cô Đông, trễ rồi sao cô chưa vô hàng? Thế tối rồi tôi về trước à. Trời đất ơi, chợ dọn về hết rồi xem chưa dọn nữa. Dọn hàng vô hàng. Lấy đồ chắc chất chất rau vô mang về ông Sáu ơi. Im ơi, tôi yêu cầu mày tránh xa cha tôi đứa bé ra. Nếu không thì mày đừng có trách. Tránh là ai? Mày nghe cho kỹ nè. Mày tránh xa cha tôi đứa bé ra. Nếu không nó sẽ dẫn đến hậu quả đó. Tại sao lại tránh? À, ảnh là cha của đứa bé mà. Mày nhiều chuyện quá. Cha của nó thiếu nợ của ông chủ tao một số tiền lớn. Ông chủ tao đày ra côn đảo, sẽ không có ngày về đâu. Cũng đừng có suy nghĩ là sẽ rước nó về. Yêu cầu mày tránh xa nó ra, nếu không tao sẽ giết nó đó. Không có được giết con tôi. Mày buông không ra. Không có được giết con tôi. Mày điên rồi hả? Buông ra. Dạ.
Ê bà ơi, sao bỏ con giữa chợ vậy? Để cổ vậy luôn hả? Đông, Đông, chị với anh Sáu dọn hết rồi, về. Về tới nhà thấy khỏe ra, mát mẻ hẳn. Ở ngoài chợ nó nóng nực thấy sợ ha. Rót nước uống sao? Xin lỗi em nói nè, hai gặp kẻ đó từ khi nào vậy? Ai? Sao tự nhiên hỏi ngang hông vậy? Trời ơi, đừng có giấu em nữa mà. Làm ơn nói cho em biết đi. Bộ cứ tưởng là em còn đi còn khùng hay sao mà giấu em hoài vậy hả? Thì hôm bữa đi tìm tía đó, rồi gặp tía trong nhà của nó. Trời xui đất khiến làm sao á, nó lộng chủ của tía mới ghê chứ. Sao hả em chịu nói cho em nghe vậy? Sao dám nói? Nói với nha, để em suy nghĩ ha. Căng thẳng thần kinh rồi bệnh cũ tái phát, lúc đó hai còn mệt hơn nữa. Đồng, Đồng, nói cái chuyện này cho em biết giờ. Hắn đi vô chợ tìm em. Cái gì? Trời đất ơi, cái thằng này nó ăn gan cọp rồi mà. Rồi nó nói gì với cô vậy? Nó nói cái gì? Hắn không có nhìn thấy em là do em thấy hắn. Ông coi coi, nó quá đáng dễ sợ đó. Tôi đã dặn nó đó là cấm nó không được gặp con Đông hay là gặp thằng Lâm cho tới khi tôi suy xét mà nói vậy đó. Ông coi coi được không? Hai suy xét chuyện gì vậy hai? Hai có phải vì cái chuyện mà hai suy xét đó mà hai nằm bẹp có tuần lễ rồi không vậy hai? Nói cái gì mà nằm bẹp, tới bây giờ vẫn còn nhức đầu đây nè, không biết tính sao đây nè. Mà hai tính chuyện gì vậy? Hai suy tính cái gì vậy? Thì hai thấy cái số phận của hai nè, rồi em nữa, đã không cha không mẹ rồi, giờ còn kéo theo thằng Lâm, nó cũng không có cha luôn. Mà thiệt tình nha, để cho cái thằng khốn nạn đó đó mà nó nhận thằng Lâm làm con, hai không có cam lòng chút nào hết á. Nhưng mà sao chứ, mà bây giờ biết cha của thằng Lâm mà không cho nó nhận cha, vậy có tội nó hay không? Bởi vì muốn điên luôn cái đầu vậy đó. Em nói rồi nha, em không cần biết là hai suy tính hai sắp xếp cái gì, em không cần biết. Nhưng mà em nói trước rồi đó, em nói một câu thôi, không bao giờ có cái chuyện mà em để cho thằng con trai của em, thằng Lâm, nó nhận một cái thằng bất nhân bất nghĩa như thằng cha nó đâu. Không bao giờ. Em nói rồi đó, là không bao giờ đó. Đông, Đông, có nào tái phát mày không? Sao nó phản ứng mạnh dữ vậy anh? Ba đã làm sai, ba chịu tội nặng. Nhưng mà chủ yếu ba làm như vậy á, muốn là gia đình thoát nghèo. Bây giờ con thấy không, ba có tiền, ba có thể lo cho gia đình mình, ba có thể lo cho con, tạo dựng sự nghiệp một cách dễ dàng. Con thuyết phục họ, thuyết phục những người phụ nữ trong gia đình mình tha thứ cho ba, để ba có thể trở về gia đình, sống chung với con trong một ngôi nhà. Bởi vì ba chỉ có mỗi mình con là con. Nhưng mà ba cũng đang có một gia đình đó thôi. Với lại ba cũng đang có một người con chung với người vợ hiện tại của ba mà. Không lẽ bây giờ ba rủ bỏ hết tất cả để quay trở về với những người mà ba đã ruồng bỏ lần đầu tiên hay sao? Ba coi gia đình là cái gì vậy? Là nơi ba tự nhiên đến, rồi ngang nhiên bỏ đi, rồi ngẫu nhiên quay trở về à? Ba không cần quan tâm tới tâm tư tình cảm của mọi người như thế nào à? Và ba cũng không cần biết mọi người nghĩ về ba ra làm sao à? Con, con cảm thấy ngột ngạt quá. Con hạ kiến xuống cho nó có không khí nha.
tùy con thôi. Vậy là vừa ý rồi ha. Lâm! 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 Con! Đi đâu vậy hai? Hai! Hai! Hai ơi! Mà sao vậy mà ơi? Hai ơi! Hai sao vậy má? Lâm! Má mày sao nè? Má sao vậy má? Hai! Má đừng làm con sợ nha má! Tỉnh lại đi hai! Má ơi! Hai! Cô Đông! Chị hai, trời chị hai sao mà nằm đây vậy nè? Cô Đông, cô đừng có la lớn, để cho cổ nằm yên nghỉ đi. Chị hai à, tại sao vậy hả anh Sáu? Chuyện gì vậy hả? Chuyện gì mà tại sao má hai nó nông nổi vậy hả con? Dạ tại... Hả? Tại má hai thấy con đi với... Cái gì? Đi với... Con đi với ai? Với ai vậy? Bà thấy nó đi với lại thằng Sang, rồi bác sĩ yếu, rồi bác sĩ nói là bà bị nhồi máu cơ tim, rồi huyết áp cái gì á, bây giờ đang chờ kết quả. Lâm, con đi ra đây với mẹ. Mẹ, con hứa với mẹ chuyện gì? Tại sao lại xảy ra chuyện này hả Lâm? Con xin lỗi mẹ. Nói cho mẹ biết, con vẫn lén lúc gặp gỡ kẻ đó phải không vậy? Dạ tại... Hả? Tại ông đến tìm con. Con hứa với mẹ chuyện gì hả Lâm? Dạ. Tại sao vậy? Má nói... hai mà có chuyện gì làm sao đây? Má con mình phải làm sao đây Lâm? Dạ con sai rồi mẹ, tha lỗi cho con nha. Lỗi là của con. Con có chuyện gì? Có chuyện gì mà phải qua lại với hắn? Tại sao lại đi chung xe? Dạ con. Hả? Con làm cho công ty của ổng. Cái gì? Mẹ mà lâu rồi. Từ khi ông ấy nhận ông ấy là cha của con mẹ. Nghĩa là bao nhiêu lâu nay con lừa dối hết cả cái nhà này. Con hứa với mẹ như thế nào hả Lâm? Con nói là con sẽ không giận mẹ mà. Con nói là con thương mẹ. Con thương má hai. Con sẽ không giận mẹ nếu như mẹ không đồng ý cho hai cha con mình gặp nhau. Mẹ tại sao vậy hả? Mẹ... Tại sao bây giờ mẹ lại như vậy? Mẹ bình tĩnh nghe con giải thích đã. Con với ông không có quan hệ gì mờ ám với nhau hết á. Con làm công ty của ổng cũng giống như là bao công ty khác à mẹ. Con cũng chỉ làm công ăn lương thôi à. Con... Hắn hứa với con là cho con nhiều tiền chứ gì? Không phải như mẹ hứa hẹn sung sướng chứ gì? Cho mẹ giàu có chứ gì? Không có đâu mẹ. Con làm ở đó không phải là vì tiền đâu. Vậy thì là vì cái gì? Con làm gì vậy? Gì? Mẹ ơi, con xin mẹ đừng có hiểu lầm con mà. Nghĩ ngay cho mẹ. Nghĩ ngay cho mẹ. Mẹ à. Mẹ ơi, con sẽ nghĩ. Nhưng mà vẫn còn một số chuyện quan trọng ở đó con chưa có giải quyết xong. Mẹ cho con thêm thời gian nha mẹ. Mẹ không cần biết. Mẹ không cần biết là con gặp gỡ hắn ta với mục đích gì. Con nghĩ ngay cho mẹ. Nghĩ ngay cho mẹ. Ơi con xin mẹ, mẹ cho con thêm thời gian đi. Con thật sự là con cũng không muốn làm ở công ty đó đâu. Con không muốn làm cho mẹ với lại má hai buồn đâu. Nhưng mà con làm mấy cái chuyện đó cũng là gì? Con hứa với mẹ, sau khi con giải quyết xong cái chuyện đó, con sẽ rời khỏi công ty ngay lập tức. Mẹ không cần biết là bao nhiêu thời gian. Má hai mà có mệnh hệ gì là con có chịu hỏi trách nhiệm hay không chứ? Lập tức nghỉ liền ngay cho mẹ, không nói năng gì nữa hết á. Dạ con biết mà, nhưng mà con xin mẹ, mẹ đừng có nói cái chuyện này với má hai biết nha. Chờ má hai tỉnh dậy á, con nói với má hai là con chỉ qua gian xe của ổng thôi á. Bố mày tưởng má hai mày là một đứa con nít hả?
Mẹ ơi, mẹ giúp con đi mẹ. Không còn nhiều thời gian nữa đâu mẹ ơi. Con xin mẹ đó, mẹ giúp con đi mẹ ơi. Mẹ, mẹ ơi. Con nghe nè ba, má hai chưa có tỉnh lại đâu, con chưa có về công ty được đâu ba. Ba giải quyết một số công việc ở công ty giùm con nha. Con phải ở bên cạnh chăm sóc cho má hai. Ba, dù gì á thì ba cũng đừng có nói gì cho mẹ con biết nha. Không 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 cần, không cần. Ba không cần phải nói gì với mẹ hết, và ba cũng không cần phải gặp mẹ đâu. Ba nhớ những lời con dặn đó. Con chào ba. Alo, tôi đây. Bây giờ tôi có công việc đột xuất, không có về công ty được. Cô cứ làm thật tốt những chuyện mà tôi dặn đi. Nhớ phải hết sức cẩn thận đó. Ê, ê, cô, cái gì vậy, ai vậy, cô? Gì ồn ào vậy? À, Đông à, anh đã định tìm em mấy lần. Ông đã làm gì chị hai tôi vậy? Đồ khốn! Tôi hỏi ông là đã làm gì chị hai tôi vậy? Kìa, đóng cổng. Dạ. Đông à, 20 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Không lẽ em nói chuyện với anh bằng cách đó hay sao? Thôi vô nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện tử tế với nhau nghe. Không có lời nào tử tế dành cho kẻ đố mặt giống như ông đâu. Đông à, anh với em bây giờ đã khác xa nhau quá, chúng ta không thể nào có tiếng nói chung được đâu. Em cất công tới tận nhà riêng của anh để làm cái gì? Em nhìn đi, nhà của anh bây giờ đâu có giống như là mái tranh nghèo của chị hai em đâu. Đồ bội bạc, đồ phá chắc chứ. Em, cô định làm cái gì hả? Thứ nhất, cô tự tìm tới đây tôi không có mời. Thứ hai á, nếu như ngày xưa không ai dạy cô thì bây giờ tôi sẽ dạy cho cô ăn nói cho đàng hoàng. Uổng công chị hai tôi, chị hai tôi nuôi ông ăn học đàng hoàng, bây giờ ông không bằng một loại cầm thú đó. Nè, không lịch sự mãi được đâu nghe. Cô muốn cái gì? Tôi nói cho ông biết, ông tránh xa chị hai tôi ra, tránh xa thằng Lâm ra, tránh xa nó ra. Không thì sao? Nếu không ông đừng có trách tôi. Ông không biết là tôi tính làm cái gì đâu. Ông tránh xa nó ra. Xem ra Đông của ngày xưa, mẹ của con trai của tôi không còn dịu dàng nữa rồi. Tôi nói cho cô biết nha, nếu như cô còn lai giảng trước mặt tôi, lại gần tôi á, thì không biết cô sẽ lãnh hậu quả như thế nào đâu. Trời ơi, mẹ của con trai ổng. Ủa, vậy là ông chủ có vợ con khác là sao cậu? Xin lỗi, em làm hư chuyện của anh rồi. Cô có biết cái chuyện của tôi là cái chuyện gì không, hư hay không? Nói sàn không à. Và cái này là cái gì đây? Dạ, đây là những thông tin mà em đã tìm được ở trên bàn của anh Nam á, với lại một ít trên bàn của giám đốc nữa. Em đem scan ra rồi in sẵn cho anh á. Vậy là từ bây giờ hết được làm điệp viên 007 rồi. Cô đúng là bánh bèo vô dụng thiệt. Thôi cô đi về nhà làm điệp viên không không thấy luôn đi. Em cũng đã cố gắng hết sức rồi chứ bộ. Nhưng mà anh, ở trên cái máy tính á, em thấy còn nhiều file đáng nghi lắm. Em tính lấy, nhưng mà tại vì lúc đó hả, em sợ người ta phát hiện ra em không có dám lấy liền. Một lúc sau em quay lại, mấy cái file đó mất hết luôn anh. Sao cô không tìm trong cái thư mục thùng rác ở trong máy tính á? Trời ơi, đã ăn trộm mà còn mò nữa. Người ta bắt quả tang chết làm sao? À thôi, bỏ qua cái chuyện đó đi.
Để đó từ từ tôi tính. Một kẻ phản trắc giống như ông không có tư cách gọi thằng Lâm là con đâu. Thì sao? Cha con tôi vẫn ở bên nhau, cho dù mấy người có đồng ý hay không. Lại tráo rỡ giống như ông, tại sao có thể sống nhẫn nhơ được như vậy chứ? À dạ. Tiễn khách đã đóng cửa, nhớ là phải đóng chặt cửa nha, không coi chừng ăn trộm đó. Thấy nhà mình giàu quá, người ta sẽ xin lòng ta. Lẹ đi. Tôi nói cho ông biết, ông không được lấy gần chị hai tôi. Tôi cấm ông. Tôi nói cho ông biết, thằng Lâm nó không bao giờ nhìn nhận ông là cha đâu. Nó nhận rồi. Thằng con nè, tao cấm mày lại gần chị hai tao. Tao cấm mày lại gần thằng Lâm. Chị hai tao có mở lại gì? Tao đốt nhà mày, tao giết mày thằng con. Trời ơi, mày nói chơi với thằng con nè. Tao giết mày chết, tao giết mày. Trời ơi, đi. Đi nhanh đi. Ôi. Mà hồi đó ai đưa cô vô làm quán bia ôm vậy? Bà Năm Thọ mới nói là em với Nga vô trong đó làm đi, rồi lấy tiền lương á trả nọ cho bà. Nhưng mà em với Nga vô trong làm á, xong bị bà Diễm dụ. Bà Diễm nói là tiếp khách đi, em với Nga không chịu, vậy là bị đuổi. Anh coi bị đuổi oan không? Rồi chạy bàn lâu chưa? Có gần tháng à. Lớn rồi, đừng có làm mấy cái chuyện tào lao nữa. Mình có cái đầu nè, mình phải biết động não lên suy nghĩ cái nào đúng cái nào sai. Chứ không phải có cái đầu rồi để thắt biếm cục nơ, trang trí cho nó đẹp như vậy. Lỡ như người ta dụ làm mấy cái chuyện bậy bạ thì sao? Thì em biết bậy nên em đâu làm đâu. Chính vì không làm nên mới bị đuổi oan ức vậy đó. Tôi tưởng ông chỉ lạnh lùng với mẹ con tôi thì sẽ tử tế với mẹ con họ. Thì ra trong hoàn cảnh nào ông cũng chỉ là kẻ. Cấm miệng. Ồ, tôi thấy ông nên học lại cách cư xử ăn nói cho đàng hoàng chút đi. Tội nghiệp cho thằng con của ông, phải nhận ông một kẻ không ra gì làm cha. Mày. Tội cho nó quá. À mà nè, ông có thù hận gì với họ đó, kêu họ đổ xăng đốt mình ông thôi. Bây giờ người ta đụng rùm lên hết rồi đó. Xinh đẹp như cô như vậy, làm gì không biết ôm, mà không cho ai ôm. Anh nói sao chứ, anh có biết hả, mấy cái người mà vô trong quán bia ôm á, toàn là mấy ông bụng bự nè, xong vừa già vừa dê nữa. Em đâu có chịu ôm mấy ông đó đâu. Phải mà ai hả, nhìn cũng ngon giống anh là em ôm từ lâu rồi. Hay quá ha. Mà đàn ông tử tế bây giờ cũng đâu có thiếu đâu. Mà những cái loại đàn ông mà vô trong đó đụng đâu ôm đấy, cũng không có đàng hoàng gì đâu. Cô cũng đừng quay lại đó kiếm làm gì. Thì em cũng đâu có muốn làm ở trong đó đâu. Chẳng qua là má em mượn nợ bà Năm rồi tụi em mới vô đó làm với bộ. Không có biết gì hết trơn à. Tính đi. Làm gì vậy? Tính khóc vào trong nguyên quán cà phê này ngồi biết hả? Không biết gì hết mà la người ta vậy á. Chứ giờ có muốn làm sao? Bây giờ á, em bị đuổi rồi. Bây giờ em thất nghiệp, em phải quay lại em bán rau đúng không? Chứ sao nữa? Bán rau chứ đâu phải là bán thân nuôi miệng đâu mà tủi mà khóc. Nín đi. Làm cái gì mà cứ khóc hoài vậy? Cái chuyện này là do cô gây ra mà. Ở đó mà than vãn làm cái gì? Mà cũng may á, là ổng không có phát hiện ra chân tướng của cô đó. Chân tướng là sao anh? Là tôi đưa cô vô công ty chứ làm sao. Ổng mà biết tôi liên quan tới cô hả, là tôi cũng tiêu đời luôn á, cho cô biết. Vậy bây giờ anh chuyển em qua công ty khác, anh cài em vô đi. Rồi anh muốn em làm gì em cũng làm chứ. Cô khùng vừa phải thôi cô. Bộ làm như công ty nào tôi cũng muốn phá người ta hết. Vậy là anh chỉ muốn phá ông Sang thôi đúng không? Mày nhỏ thôi. Coi chừng cái miệng của cô đó. Đồ một cái là cô với cô tiêu đời luôn á chứ ở đó. Anh mà không tìm được gì khác ngon lành hơn cho em á hả? Thì em... Thì sao? Em... Thì sao? Tính tố cáo tôi đúng không? Thì tố cáo đi. Sao rồi bác sĩ? Bà ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên nửa người bên phải của bà ấy rất yếu. Việc bà ấy có trở lại hoạt động bình thường hay không là tùy thuộc vào sự chăm sóc của gia đình. Hãy chăm sóc cho bà ấy một cách cẩn thận, bằng cách tập vật lý trị liệu, chăm cứu, và để cho tinh thần của bà ấy thoải mái. Như vậy là sẽ tốt.
Dạ, vậy gia đình chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho bà tốt hơn. Bác sĩ đừng lo. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Thôi, đừng có buồn nữa. À, bà không nghe bác sĩ nói hả? Bên trái của bà cũng còn ngon lắm. Ngon như là trái táo chín vậy đó. Thơm như cành hoa tím. Còn tôi à, mong manh tơ chìm. Nhưng mà coi mong manh vậy chứ tôi mạnh lắm á. Tôi có thể dìu dắt bà ha, tôi tập cho bà. Bà không có khập khiễng si cà que đâu, đừng có lo nghe. Tôi đưa con qua Trung Quốc cho người ta mổ lấy nội tạng bây giờ đó. Trời ơi, không ngờ luôn á. Con người của anh hả, mặt mũi nhìn hiền lành vậy mà miệng cũng hả rắn rít không ha. Chứ tôi hỏi cô nè, hiền lành khờ khạo quá thì làm sao mà tồn tại được ở cái xã hội loạn lạc như vậy? À nè, đi về nhà làm lại cái bộ hồ sơ xin việc khác rồi qua chỗ của tôi mà nộp vô. Có cái gì đâu mà ngạc nhiên mà há hốc mồm ra như vậy. Anh có công ty riêng luôn hả? Tôi đi làm mướn à. Anh mới nói là anh có công ty nè. Thôi cô hay thắc mắc nhiều chuyện quá. Tôi biểu sao á thì cô làm vậy đi. Mà lần này á là người khác sẽ xét tuyển cô. Nếu mà được chọn á thì làm việc cho đàng hoàng nghiêm túc, chứ không cần phải làm gián điệp nữa. Hiểu chưa? Nếu như mà cô có năng lực á thì công ty sẽ giữ cô lại làm việc. Còn mà cô dở quá, khỏi chờ cô viết đơn xin nghỉ, tôi sẽ đuổi cổ cô. Trời ơi, sao mà anh khó khăn quá vậy? Anh họ Đinh hả? Đinh La Lâm. Cái tàu lao hoài à. Có muốn đi làm không? Muốn chứ. Anh giỏi quá à. Dạ. Nhưng mà cô phải gặp chú Hoàng, nói cho chú ấy biết hoàn cảnh gia đình của cô và cái chuyện cô làm ở quán bia ôm, để người ta hiểu, người ta thông cảm cho cô, biết chưa? Dạ. Còn cái chuyện xét tiền á thì để đó tôi tính. Dạ. Anh biểu gì em cũng chiều hết trơn á. Thôi khỏi, tôi không có thích gì ở cô hết á. Nhưng mà tôi nói tiếng Việt đó, nghe rõ không? Hiểu không? Hiểu. Em tính nói là anh biểu gì em cũng nghe hết trơn á, mà không hiểu sao em nói thành ngôn ngữ của quán bia ôm nữa. Cũng may á nha. Cũng may là cô mới làm có một tháng thôi đó mà còn bị mắc bệnh nghề nghiệp. Chứ mà cô làm cái vài năm đó lên, dám chừng cô cũng trở thành tú bà với má mì lắm. Không, em không muốn làm tú bà nha. Em không muốn làm má mì, em chỉ muốn làm bác của trẻ con thôi. Mệt cô quá. Nè, lát nữa trả tiền cà phê. Bây giờ tôi có chuyện phải đi trước đây. Cái hợp đồng này cứ đem về cất đi nghe chưa? Dạ. Không biết đó, sau này ảnh là cha của con mình thì sao ha. Nếu mà đẻ con trai á, chắc là sẽ vừa đẹp trai vừa có tài giống ảnh. Nhưng bạn gái thì sao ta? Lỡ nó phùng giống mình chắc chết. Cố gắng đi. Bây giờ bà có một chân đúng không? Tôi có hai chân, bà không nghe người ta nói sao hả? Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân, bà không nghe hả? Rồi mấy mốt cái bà khỏe, bà có hai chân, còn tôi hai chân nữa, bốn chân, thấy vui không? Ông nói nhảm gì vậy ông Sáu? Tự nhiên cái dí mình y như là mấy con cỏ vậy, có bốn chân. Ha. Lo động viên bà quá ha. Tự nhiên nói điên nói khùng cái tự nhiên tôi với bà trở thành không phải là con người nữa, thành cái con vật gì bốn chân thấy ghê quá. Đó, thấy chưa? Cười vui như vậy đó. Kệ nó đi. Giờ tôi làm điên làm khùng gì cũng được, miễn sao là bà vui bà cười mỗi ngày như vậy là được rồi. Chứ bây giờ tôi làm thanh niên nghiêm túc, bà đâu có thích đâu đúng không? Cô đâu? Sao? Hai, khỏe được miếng nào chưa hai? Cô Đông, sao cô mới ở nhà đi? Có tôi đây lo cho bà được rồi.
Tôi cũng muốn ở bên cạnh chị Hai mà. Hai à, ráng nha, ráng khỏe lên nha, ráng mạnh chút xíu đi rồi anh Sáu anh phụ tập vật lý trị liệu, rồi còn vui vẻ về nhà với tụi em, với con cái rồi với gia đình nữa. Ủa gì kỳ vậy? Hả? Muốn tôi tập vật lý trị liệu cho bà khỏe rồi tự nhiên cái vui vẻ với mấy người, còn tôi sao? Trời ơi mệt quá. Nó hứa có một cái thôi à, mà làm như sợ mất phần vậy đó. Thì Hai phải ráng khỏe vì anh Sáu nghe ông Hai, để cho ảnh còn tập vật lý trị liệu rồi còn vui vẻ với ảnh nữa. À, chưa? Ừ, à, nói vậy nghe được á. Hai, không có được lo cho em nữa nghe. Em bây giờ em không có yếu ớt nữa đâu á. Cái chuyện của bà nhờ tôi á, tôi với thằng Hùng á lặn lội lên tới Sài Gòn, rủ ông đi nhậu, rủ ông vô tiệm hớt tóc thanh nữ luôn. Và canh me dữ lắm đó nha, mới lấy được cái chùm tóc của ông á. Còn ông kia á, anh thằng Hùng nói á là có xích mích gì với chuyện làm ăn á, cho nên hai người không có liên lạc qua lại với nhau. Mà bà, tôi với thằng Hùng á dây dứt cái chuyện mà tôi đã làm cho bà. Bây giờ bà cứ nhờ gì á thì tụi tôi cũng sẵn lòng để giúp. Thú thật là không bao giờ tôi muốn nhìn lại những gương mặt đó. Hai người cố gắng giúp tôi đi. À, bà cứ đem cái mẫu này về xét nghiệm đi. Nếu đúng á thì khỏi cần tìm người kia. Còn nếu sai á thì bà cứ cho tôi biết, tôi sẽ tìm giúp bà. Nếu như mẫu này cho kết quả sai thì cũng đã xác định được rồi đó. Vậy bà có muốn tôi tìm người kia cho bà không? Khoan đã, để tôi về xét nghiệm mẫu này trước cái đã. Có gì tôi sẽ liên lạc với ông. Ừ, vậy cũng được. Mà nè, bà tính khi nào về Sài Gòn? Tôi về liền bây giờ. Ủa, sao bà về mau vậy? Bây giờ cũng chiều rồi. Thôi bà nghỉ ngơi, mai sáng hãy về. Tôi còn đi tìm ba má tôi nữa. Bây giờ chắc ông bà cũng già lắm rồi. Bao nhiêu lâu nay không biết ông bà ở đâu. Tôi mà không tìm được ông bà, có chết cũng không nhắm mắt được đâu. Bà yên tâm đi, tôi với thằng Hùng á sẽ cố gắng để hỏi thăm bà con gần đây nè, xem có ai biết tin tức của ông bà không. Nếu mà có thì tôi sẽ cho bà hay. Tôi cảm ơn ông trước nha, coi như là giúp tôi lần cuối đi. Bà đừng nói vậy. Thôi được rồi, để tôi gọi điện thoại cho thằng Hùng. Ừ, alo, Hùng hả? À, tôi là Tiến đây. À, nói nghe nè, à, tôi với ông á phải tìm cách nào để tìm ba má của bà My. À, cái chuyện đó thì để nữa tôi với ông bàn sau. Ừ, vậy nghe. Tôi muốn làm mọi chuyện thật nhanh, để chết tôi cũng được nhẹ lòng. Thôi tôi về đây. Cái bà này ngộ ta. Chịu đựng bao nhiêu năm á thì được, còn bây giờ gặp thì muốn chết là sao ta? Cũng khó hiểu thiệt á. Đẹp quá à, nhà đẹp quá à ông. Hay là để con xuống, con phụ má Đông làm đồ ăn nha. Dạ. Đi. Xào tía, Đẹp quá, quá sức tưởng tượng tao luôn đó. Dạ. Kiểu này thì mía là nó ăn cư được rồi. Tía ơi, sao tía nghĩ tới con ruột của tía không vậy? Còn cô Đông nữa mà, cô Đông cũng cần an cư lạc nghiệp vậy. Thì nó cũng đang an cư ở đây, chứ mà ngày nào đó nó cũng phải đi chống lầy chứ. Là sao tía? Là lấy chồng. Còn gái mơn mởn như vậy thì làm gì làm cũng có thằng rước nó chứ. Nghĩ tới đây có thằng nào ngu dễ sợ luôn á. Đầu tư hết tất cả tiền bạc tài sản của mình vô, rồi bây giờ á phải cong xương sống, cống xương sườn, dành dụm chắc chiêu để xây cái dinh khác, để đưa người yêu về dinh mới ghê chứ. Rồi tới lúc đó đuối quá rồi, không biết còn hơi sức để mần ăn gì được nữa không. Vậy đừng lo. Thấy hai chị em nó chắc không chịu rời nhau đâu. Chỉ mong sau mày với thằng Sáu sống chung hòa bình là được rồi. Tía nói vậy có nghĩa là tía công nhận con là rể của tía luôn hả tía?
Vậy con cảm ơn Tía nhiều quá. À Tía, à, còn cái chuyện mà tụi con với ông Sáu mà chung sống hòa bình á, Tía có việc yên tâm đi, giữa con với ông Sáu hòa bình với nhau dữ lắm, tụi con là bạn nhậu với nhau mà. Dạ, nếu như mà tụi con ở chung một nhà rồi tụi con sẽ kéo nhau nhậu chung một bàn, khỏi cần phải ra quán. Ra quán làm chi, mấy bà càm ràm mất công lắm, đúng không Tía? Ủa nói vậy có hàng bạn nhậu thôi hả? Dạ đúng rồi, tụi con bạn nhậu thân thiết mà. Mày bỏ tao chó ăn sao vậy? Hả? Tao không là bạn nhậu với tụi mày mà. Nếu có Tía thì ba thằng bạn nhậu chung cho nó vui. Chứ tao bằng thằng mày. Tía. À, sắp tới tôi sắp xếp đi Hàn Quốc một chuyến. Cô với lại cậu Khánh ở nhà trông coi công ty showroom giùm tôi nha. Dạ. Tụi em làm được mà. Lúc trước á, mỗi khi mà chị My bận, tụi em cũng làm được. Vậy thì tốt rồi. Cô xuống dưới nói với tài xế chuẩn bị xe giùm tôi. Chút nữa tôi có việc đi gặp khách hàng. Dạ. Ủa? Em về nào? Sóng điện thoại cho anh. Em mới về, mệt quá, tính về nhà. Giờ em ghé gặp anh để có chút chuyện. Em ngồi đi. Dạo này nhìn em xanh xao quá. Thôi kệ đi em. Chuyện gì tới nó tới, đừng lo nghĩ nhiều chi cho nặng lòng. Em cũng không có lo nghĩ gì nhiều. Bây giờ em coi như mình đã chết rồi. Em chỉ lo cho thằng Kiệt thôi. Thằng Kiệt nó lớn rồi, nó cũng tự lo được mà. Chuyện đó thì em yên tâm, vì nó cũng có tính tự lập mà. Vậy chứ em lo chuyện gì? Em cũng đã nói chuyện với bên đó về các điều khoản trong hợp đồng. Họ phải chịu chi phí vận chuyển và các thủ tục hải quan. Các thủ tục thì mình lo, còn tiền thì họ trả. Sao kỳ vậy? Hồi trước thế nào thì bây giờ thế ấy. Tại sao phải thảo hợp đồng mới làm gì? Dạ thưa anh, bây giờ mọi chuyện nó khó khăn hơn, thủ tục nó rắc rối hơn, mà tụi hải quan thì nó muốn ăn càng ngày càng nhiều. Mình chịu hết mấy cái khoản đó thì đâu còn bao nhiêu anh. Thôi được rồi, cậu nói với bên đó là chuyển hàng tiếp theo cho mình. À, con. Cậu Lâm. Anh Nam. Con mới từ bên xưởng về hả? Dạ không, con từ bệnh viện tới đây luôn. Chiều nay má hai xuất viện, nên con muốn tới đây để xin ba cho con nghỉ vài ngày để được ở bên cạnh của má hai. Đâu có được, công ty còn rất nhiều việc con ạ. Nhưng mà má hai của con quan trọng hơn ba. Nếu như mà công ty còn nhiều việc thì ba tuyển thêm nhân viên đi. Chứ thật sự bây giờ con cũng đang rất là bận. Lâm mà con phải hiểu, có nhiều việc công ty á, không thể để người ngoài gánh vác được đâu. Con sẽ là chủ của công ty, chỉ có mình con lo được thôi. Tuyển người ngoài á, thì không khó, chỉ cần mình trả lương cao thì họ sẽ đầu quân ngay thôi. Nhưng mà cậu Lâm phải hiểu là anh đây muốn dành tất cả mọi thứ cho cậu. Con phải hiểu là có nhiều việc công ty ba chưa thể tiết lộ cho con được. Khi nào mà con toàn tâm toàn ý rồi thì ba mới có thể bàn giao cho con. Em muốn tìm ba má em, tìm người đã sinh ra thằng Kiệt. Em sợ khi em mất mà thằng Kiệt nó không biết mặt cha nó là ai. Chắc em không nhắm mắt được quá. Ủa? Chứ còn chồng em? Ông có con của ông, nhưng không phải là thằng Kiệt. Trời, sao không bao giờ em tâm sự với anh những điều này hết vậy? Có những chuyện người ta muốn sống đi bụng chết mang theo, nhưng còn em sống cũng như chết. Cho nên em quyết định nói ra tất cả để tìm ra sự thật, để thằng Kiệt nó biết trên đời này nó không đơn độc một mình, và nó sẽ tự quyết định mối quan hệ với người đã sinh ra nó. Vậy lỡ như người đàn ông đó là một người không đàng hoàng rồi sao?
Thì coi như đó là số phận. Em cũng là nạn nhân. Giờ cho nó biết tất cả những bất hạnh mà em và nó gánh chịu bao nhiêu lâu nay là do ai gây ra. Và nó cũng không còn hận em khi em đã mất. Ba, thật sự bây giờ con không thể nào toàn tâm toàn ý như ba nói được. Nếu đúng như vậy á, thì ba cho con xin nghỉ 2 ngày đi. Dù sao cũng vì con mà má hai lại lao tâm lao lực. Trong những ngày như vậy mà không có con ở bên cạnh chăm sóc cho má hai, thật sự con là một thằng bất hiếu lắm á ba. Thôi được rồi, ba đồng ý, nhưng chỉ 2 ngày thôi đó. Dạ. Con cảm ơn ba. Con về đây. À khoan đã. Cậu Nam à. Dạ. Tôi muốn nói chuyện gia đình chút. Dạ sếp. Lâm. Lâm à, hôm rồi ba và mẹ con gặp nhau, hay nói đúng hơn là mẹ con tới tìm gặp ba. Mẹ tìm ba để làm gì? À, dạ xin lỗi, em không biết anh có khách. Ủa chị? Tôi tưởng cô về quê rồi. Dạ không, em vẫn ở đây. Ủa, hai người quen nhau hả? Dạ cô Tuyết. Tôi phải giới thiệu sao bây giờ? Em có nói với ông chủ nghe về chuyện của em. Đây là chị My, người đã giúp đỡ em trong những lúc khó khăn, chứ không phải người kia. Rồi cô vô đây làm gì? Cô làm gì trong công ty này? Dạ. Nhưng mà tại sao mẹ con lại phải tìm gặp ba chứ? Bởi vì mẹ con cho rằng tại ba mà má hai còn bệnh thêm. Trong khi ba thì đặt áy náy, chưa kịp tới thăm. Vậy ba có gặp má hai ở bệnh viện không? Chưa gặp con à. Con cũng biết dạo này ba bận mà. Mẹ con tới gặp ba trong trạng thái bị kích động. Ba nghĩ là bệnh tình của mẹ con chưa ổn đâu. Lâm à, con có nghĩ rằng nếu như mẹ con bị bệnh nặng thì sẽ ảnh hưởng tới tương lai của con không? Bởi vì không có một cô gái nào dám đến gần con. Chỉ biết rằng con có một bà mẹ điên. Hay là ba muốn con từ bỏ mẹ con chứ gì? Không. Không có cái chuyện đó đâu bà. Thần kinh của con đủ vững mạnh để không phải chịu tác động bởi bất kỳ ai hết. Còn cô gái nào mà không chấp nhận con vì hoàn cảnh, vì lý lịch bi đát của con, thì con xin lỗi, con không cần. Lâm. Cậu mới xin làm tập vụ ở đây đó. Vô tình vậy sao? Cậu thuê nhà trọ gần nhà anh mới mua. Trái đất tròn mà. Hóa ra toàn là người quen thôi. Dạ, em xin phép anh chị. Cảm ơn. Bởi vì em thấy không, người ta nói đúng mà. Ở trong cái cuộc đời này, nhiều lúc là bạn bè, chú, cháu hay là vợ chồng gặp gỡ nhau là một cái duyên số từ kiếp trước. Đôi khi đó là nghiệt duyên, nhưng vẫn phải gặp nhau để trả nợ anh. Cái
Cậu Nam, lên gặp tôi gấp. Dạ. Nam, cậu có quen ai là bác sĩ hay y tá không? Dạ có một vài người, nhưng mà không thân lắm. Ăn trần sao? Tôi cần người giỏi. Anh muốn bác sĩ khoa nào? Nội ngoại hay thần kinh? Khoa thần kinh. Mẹ của thằng Lâm có tiền sử thần kinh. Tôi cần người chăm sóc cho bà ấy. Dạ anh để tìm kiếm rồi báo danh liền. Nhớ sớm nha. Dạ. Không sao đâu. Nếu mà em không thích đó, thì anh cho cậu nghỉ việc không có gì hết. Thôi. Anh đừng có cho cậu nghỉ việc. Chuyện riêng của cổ em biết lâu rồi nhưng em không quan tâm. Mà thậm chí em thấy cổ còn đáng thương hơn nữa. Anh cứ để cho cổ có công việc đàng hoàng để nuôi sống bản thân đi. Chứ không á, vô tình mình đẩy cổ trở về con đường sa ngã nữa đó. Bố anh mua nhà rồi hả? Cũng phải ổn định chứ em. Trời đất, em đi chưa được bao lâu mà nhiều chuyện xảy ra quá hả? Làm anh nè, anh có định để cho cậu Lâm tham gia vào những cái hợp đồng này không? Bây giờ chưa phải lúc. Sau này chính tôi sẽ nói cho nó biết. Còn cậu đó, đi lo mọi thủ tục pháp lý về khu nhà xưởng đi. Có mỗi một việc thôi mà dây dưa hoài. Còn trong khi tôi lu bu cái mấy cái hợp đồng đen. Dạ anh thông cảm. Bây giờ quy hoạch bị kiểm tra gắt lắm. Với lại mình chuyển đổi mục đích sử dụng á, mình phải từ từ khôn khéo. Chứ mình làm gấp lò ra mấy cái chuyện mấy thằng trả ăn hối lộ là phiền cho mình lắm. Anh đừng có lo, để em tính cho. À dạ. Cậu Nam nè. Dạ. Hôm nay má nuôi của thằng Lâm ra viện. Cậu cho người đến đó thăm dò bác sĩ coi tình trạng của bà ấy như thế nào, rồi báo cho tôi biết nghe. Dạ. Đi liền. Giá mà anh đừng có hèn nhát, ly dị sớm hơn thì em đâu có xảy ra chuyện. Giờ hối hận cũng muộn rồi. Trước đây em từng mơ ước là hai đứa mình sẽ nằm chung trong một ngôi nhà của mình mà không cần phải trốn tránh ai hết. Thì lỗi cũng tại anh hết. Em nói vậy thôi chứ bản thân em cũng đâu có nghĩ đến chuyện ly dị của mình. Em với anh Sang thì lại khác. Hôn nhân có cũng như không. Em biết được chuyện của ảnh với lại cô Tuyết, em cũng không có quan tâm. Còn ảnh biết chắc là em bên ngoài có người nào đó, anh cũng không nói gì. Chuyện của anh thì khác. Cô vợ anh lúc nào cũng tỏ ra ghen tuông ghê lắm. Thật ra chỉ tiếc chuyện tiền bạc thôi. Anh à. Ừ? Em bị như vậy sao anh vẫn dám nằm chung giường với em nhỉ? Em làm như anh nít. Anh đâu phải thằng ngu đâu. Si đa đâu có lây qua chuyện nằm chung nữa. Nhưng nhiều người cảm thấy ghê sợ. Anh không thấy như vậy sao? Người ta thì anh không biết làm sao, chứ anh thì khác. Ngay từ lần đầu mà gặp em, anh có cảm giác thân thuộc. Giống như là mình gắn bó với nhau lâu lắm rồi. Rồi dần dà đó, cái tình cảm nó sâu sắc. Mỗi lần mà anh làm em buồn á, anh cảm thấy đau lòng lắm. Cho nên cái cảm giác của anh đối với em giống như là có một cái mối liên hệ nào đó nó kỳ lạ lắm. Trước đây á, em không có quan tâm. Nhưng bây giờ em cảm thấy tò mò. Em muốn biết là trước khi mình hẹn hò với nhau, anh có qua lại với nhiều người không? Thiệt ra thì cũng có. Nhưng mà cái đó là
cái thời trai trẻ thôi, nhiều lúc mình quen qua đường cho vui thôi chứ không có gì. Nhưng mà biết không, từ khi mà gặp em, anh cảm thấy không cần ai khác, chỉ có mình em thôi. Em bị như